Rồi, hello, xin chào mọi người, em đã quay trở lại đây như thường lệ. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, đúng 5 giờ chiều là lên video nha. Rồi, xin chào mọi người đến với kênh Đồ Nghề Bãi Nhật Mỹ. Đó, mọi người mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0777 89 6639 gặp Khánh nha. Thì bên em á, giao dịch lần đầu thì chuyển khoản. Anh nào mà muốn ship thu hộ tới nhà trả tiền luôn á, thì ghi rõ địa chỉ số nhà rồi giúp em và nói rằng anh muốn ship code. Đó, nói rõ giúp em. Chứ mấy anh gửi cái địa chỉ không em cũng không biết mấy anh muốn gì nữa. Rồi, thì bên em sẽ bao ship hóa đơn trên 500 ngàn nè. Mà có hóa đơn trên 500 ngàn này mà lần đầu tiên mấy anh mua hàng á, mà mấy anh kêu ship tới nhà trả tiền thì em sẽ không có bao ship nha. Đó, nó rất là rõ luôn rồi. Rồi, thì mọi người có thể đến lấy hàng tại số 137 sẹt 95 Trần Đình Xu, quận 1. Thì cái hẻm 137 nè, nó ngay chân cái góc ngã tư giữa Trần Đình Xu với Nguyễn Cư Chinh. Bên em sẽ mở cửa là từ 1 giờ tới 5 giờ chiều thứ ba tới thứ bảy nha mọi người. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 1 giờ tới 5 giờ chiều là sẽ có nhân viên ở cửa hàng và sẽ có người trong ở đó, thì mọi người có thể đến qua lấy hàng hoặc là xem hàng gì đó. Rồi, mọi người thấy video này hay, cho em xin cái nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người đã xem video bên em và ủng hộ hàng bên em. Cho em xin nút like nha mọi người. Mọi người bấm đăng ký đi để lúc em đăng video lên đó là mọi người nhận được thông báo nè, với lại là mọi người sẽ hiện lên cho mọi người coi luôn, không thôi là mọi người không bấm đăng ký là nó trôi mất tiêu cái video á. Rồi, thì hôm nay video hôm nay nó cũng đồ cũng khá là đẹp đó mọi người. Có một mớ có cây cần tự động của KTC nó gia công. Đó, có kìm bấm chest và grip, hàng này là hàng Mỹ, hàng này là khủng nha. Đó, một số món cũng là lạ. Rồi thì sẽ giới thiệu về cái món mấy món quen thuộc này nè. 9901 giá là 165.000. Thì cái cây này là cái cây tu vít bình thường thôi của đặc Annex, nhưng mà nó được cái là cái đầu này nè, nó đổi đầu được nha mọi người. Cái cây đi theo sẵn đó là 135mm. Cây này giá nó rất là tốt luôn. Tại vì giá cái này là chỉ có 165.000 thôi. Mà ví dụ như cái đầu này bình thường mấy anh mua rời với cái đầu vít này không, thì một đầu này cũng rơi vào đâu đó là khoảng tầm 70-80.000 cho một cái đầu á. Đó. Mà cái cây cán này không mua mua rời cũng 100 mấy ngàn. Thì cái này là của hãng nó bán, giá rất là tốt luôn á mọi người. Cái cây này nè, cái cây này là cái cây chuẩn 6 ly 35, và chỗ này nó có cái gảnh ở đây, là tức nghĩa là nó sẽ cho anh em gắn máy được luôn. Anh nào mà có máy này kia đồ á thì mình sẽ gắn cho mình xài được. Đầu đi theo nó là đầu BH2 và đầu này là đầu -6 nè mọi người. Đó, chuẩn 6 ly 35 của đằng Annex. Còn cái hàng này là tất nhiên hàng là made in Japan rồi. Nó có chữ made in Japan ở đây nè, đây. Đó, yên tâm chưa, made in Japan. Hàng của Annex á, là 99%, hơi 98% đi là sẽ là made in Japan nha mọi người. Annex thì nó được hay cái đó. Nó xài cái cây Tuvix nè, một cây Tuvix. Nó hay ở chỗ á, là nó sẽ cái đầu này là một cây như vậy, nó hai đầu. Và cái này là cực kỳ tiện nè. Cái này để dành làm gì đây? Đây. Đó, mấy cái con này nè. Mấy con này bình thường á là nếu như đối với con tròn nè thì mấy anh hay đút cái này vô phải không? Rồi mấy anh dặn như vậy cho nó nhanh. Còn nếu như cái con chữ L này mấy anh đút kiểu nào? Thì đây là cái giải pháp, không có tay cầm nè, đây là cái giải pháp nha. Đó, hay chưa, mình sẽ đưa vô ngay như vậy đó, mình sẽ dặn nó thôi, cực kỳ hay nha. Tại vì cái ren này á là nó sẽ dặn khá là nặng và chỉ có dùng tay mấy anh dặn thôi, dùng tay dặn nó rất là mỏi tay, cái răng nó đâu có nhỏ đâu. Đó, thì đây đó, mấy anh đút vô rồi mấy anh dặn cực kỳ hay luôn, kiểu nào chơi cũng được hết, kiểu này kiểu tròn thì ok, không thành vấn đề rồi. Đó, cây này thì giá nó rất là tốt và những gì nó mang lại thì khá là tuyệt vời á. 9901 giá là 165.000 cho một cây chuẩn 6 ly 35, có thể gắn tất cả các mọi loại tu vít thì giờ chuẩn phổ thông là chuẩn 6 ly 35 á mọi người, chiều dài nó 135mm và 9901 giá là 165.000 cho một cây, hàng của Annex và là hàng made in Japan. Đây, cái hình quảng cáo này mọi người. Đó, mấy cái móc này nè thì mấy anh phải dùng cái đầu này, rất là hay nha, giá nó cũng rất là tốt luôn á. Nó tiện có cái là cái này mấy anh tháo ra được thì nó rất là gọn. Giá là 165.000 cho một cây 9901. Rồi, 9902 là cái tu vít cách điện này, nó về hàng lại nè. Thì cái này là hàng, này là hàng bán chạy nhất hiện tại bên em luôn. Tại vì nó là cái tu vít cách điện, nó rất là an toàn. Mấy anh mua cái này thì nó đảm bảo về cái sự an toàn của mấy anh rất là nhiều. Giá là 195.000 cho một cây nha. Ở đây cái cây màu đỏ này nó sẽ là cái cây đầu, là đầu BH2. Cái cây màu xanh này á, đầu nó sẽ là đầu -6. Và cái này nó hay ở chỗ này nè. Đây, mấy anh thấy không? Đầu nó ghi là cộng 2 và phi là phi 6 ly. Đó, phi 6 ly là mấy anh đút sâu được nè. Mấy cái automat, mấy cái cầu dao, công tắc á,
thì nó sẽ hay có mấy con ốc này nè, tại do là nó dùng điện và điện này sẽ rất là điện điện cao thế nè, hoặc là điện điện gia đình, điện 2 pha 3 pha này kia đồ đó, thì nó sẽ khá là giật chết người. Mà mấy con ốc này thì nó sẽ rất là sâu nữa, không mang sẽ cái cây này là hay chỗ này nó phi có 6 ly à, cho nên là mang đút sâu vô được đó. Với con cái cây phổ thông bình thường là đầu bé 2, đầu này sẽ to hơn, rất là hay nha. Tôi vít cách điện á là nó cái cách điện từ đây tới đây, và giá những cái vật mà dùng để cách điện nó sẽ rất là cao, tại vì á nó sẽ cách điện được 1.000V nè, cho nên là từng mỗi cái cây tua vít cách điện, những cái sản phẩm cách điện được bán ra thì là hãng người ta là đều thử qua hết nha mọi người. Tua vít phổ thông kia thì ok, nó còn đẹp, nó còn liền lạc, chất lượng nó tốt thì không thành vấn đề. Nhưng mà đối với đồ cách điện á thì là tất cả các hãng luôn, hãng Nhật, hãng Đức, hãng Mỹ này kia đó, tất cả các hãng họ đều là thử cái sản phẩm hết nha, cho nên giá những cái sản phẩm cách điện nó khá là cao. 9902 giá là 195.000. Cây này là cây đầu, là đầu bé 2, đầu cộng 2 nè. Còn cái cây này á là cái cây đầu, là đầu trừ 6, giá là 195.000 luôn. Thì nếu như mà mấy anh mua về dùng gia đình á là mấy anh mua nên mua 2 cây. Chưa không có cây nào mà nó thông dụng hơn cây nào đâu. Chỉ cần trong cái tủ điện của mấy anh thôi, nó có một cái con trừ này thôi thì mấy anh cũng phải mua nữa, chứ đừng có nói là bình thường cái nhà anh hay xài cái này không, mà cái này ít lắm, lâu lâu mới gặp một lần, nhưng mà chỉ cần có một cây mấy anh cũng phải mua nữa đó. Hàng made in Japan nha mọi người, mấy anh thấy không, made in Japan, cách điện được 1.000V. Sản phẩm này bán khá là chạy, nó là 2 màu để cho mấy anh dễ phân biệt, tại vì đồ điện mà nó liên quan tới sự an toàn. Em thì em sợ chết lắm cho nên là đồ xịn thì mới dám xài thôi. 03 đúng không? Cái 04 này. Cái 04 này hôm nay nó về hàng lại nè mấy anh. 9904 giá là 150.000 cho một cục nha. Một cục như vậy là 150.000. Cái này là những cái cục tăng từ tính của đợt engineer. Đó, giá là 150.000 cho một cục nha. Giá khá là cao. Nó thẳng là giá nó mắc luôn á, nó thẳng là giá nó cao. Tại sao nó cao? Nếu như cái giá này á mà so với đồ Annex hay là đồ Vercel á thì mình có thể là mua được 2 cục luôn á. Đây nè, nó hay đây nè. Đó, cái này khá là xịn nha. Nó sẽ chơi mọi thể loại luôn. Ví dụ như là chuẩn 6 ly 35 bình thường á thì sẽ như vậy đúng không? Còn cái tua vít mà hẹp. Ví dụ như này là phi 6 ly nha. Phi này phi 6 ly. Nó mang đưa vô thì mình thấy chỗ này nó khép lại không? Đó, như vậy nè, thấy không? Đó, nó sẽ khép lại. Thì bên em á có bán cái đầu vít nhỏ đó, thì mang đút vô nó sẽ khép lại như vậy luôn nè. Nó sẽ tự động khép lại theo cái kích cỡ của cái đầu vít luôn, rất là hay ở chỗ đó nha. Cho nên giá nó khá là đắt tiền, và nó là hàng của engineer thì hàng của engineer rất là chất lượng rồi. Mình nhìn cái 500 á nè, bỏ vô là nó sẽ tự động nhảy vô, nó hít rất là dữ. Rồi em sẽ test cái khả năng hít 500 nó cho mấy anh coi nha. Ví dụ như bình thường như vậy thì sẽ hít lên, không có hít lên nổi đâu nha. Đó, đưa vô như vậy thử có hít lên nổi hay không, em cũng chưa biết nữa. Đó, ghê chưa, hồi nãy là giỏ lên không nổi luôn, bây giờ giỏ lên được luôn nè. Đó, thế ra cho mấy anh xem nha, 150.000 cho cục mà nó đâu có rẻ đâu, nói thẳng là giá nó cao hàng của Anex bình thường luôn á. Bình thường này chấm này, giỏ lên nó không lên nha mọi người, giỏ nó không lên nha. Bỏ cái cây này vô cẩu nó lên luôn. Đó, quay một vòng luôn. Giá của nó là 150.000 cho một cục. 9904 giá là 150.000, hàng của engineer nha, hàng của Nhật nha mấy anh. Đó, 9904 giá là 150.000 cho một cục. Hàng này ăn khủng rồi. Thì hàng engineer bên em bán rất là chạy. Tại vì nó thiết kế đẹp, nó thẳng là vậy. Hàng engineer thì nó thiết kế đẹp nè. Và những gì nó mang lại thì rất là ok. Giá cả thì nói chung là nếu như xét xét như về giá là giá nó cũng không có cao đâu, nếu như mà so với những gì mà nó mang lại, tại vì hàng nó tốt quá mà. Rồi cái này hôm bữa có mấy anh dặn em lấy mấy cái đồng cost về, thì ở đây em có cái hộp cost giá của nó là 120.000 trong hộp. Đây hàng chuẩn JIT nha mọi người, trên từng cái cost là có bấm JIT luôn nha. Đó anh em thấy không, đó JIT trên từng cái cost luôn. Cái này là cái tem của nó dán lại rồi cho nên em không có gỡ ra được. Cái code này á, là code là cho phi 1.25 và đầu này là đầu lỗ 4 ly nha. Chuẩn phổ thông. Một hộp như vậy được 100 cái. Đó, chuẩn JIT nè. Dấu JIT nè, mọi người thấy chưa? Đó. Hàng này là hàng nội địa rồi. Đây, mấy anh có thấy không? Nó JWE nè. Dấu JIT nè, thấy không? Đó, dấu JIT.
hàng của nội địa 1.25 cho tới 4 là trên từng đầu code là đều có ghi hết nha. Code Nhật á, mà thường đầu 7 thì rất là ít anh em bán, đầu mới thì cũng khá là ít luôn. Này nhu cầu có cho nên em sẽ nhập về. Một hôm bữa có mấy anh dặn á mà em cũng không nhớ nữa, tại vì hàng của khách dặn là em không có dám đặt, em không dám nhận tiền. Mấy anh nói là ừ tao chuyển tiền cho mày, khi nào có hàng thì mày gửi cho tao, em còn không biết khi nào có hàng nữa. 9905 giá là 120.000 trong một hộp. Một hộp như vậy 100 cái giá là 120.000 thì rẻ mà, tới đâu mắc đâu. Rồi 9905 đúng không, 9906 giá là 390.000. Mấy anh làm điện này kia rồi phải có dây cắt này coi kia rồi, mấy sản phẩm này là bán thường niên luôn á. Rồi bấm code nè, ở chỗ này nó có chỗ bấm code nè mấy anh thấy chưa, 390.000 một cây. Cây này á thì em nói rồi là những cái cây kiềm của thằng Tsunoda này nè, dòng kinh TTC. Những cái cây mà bọc cán màu xanh dương là những kiềm chuyên dụng, nó chuyên làm một cái chức năng gì đó luôn. Giá cái này là 390.000. Chiều dài cây này là 2 tấc. Cây này có chỗ bấm code nè, có lưỡi cắt, có cái chỗ này dùng để cạp mấy con ốc và những cái gì đó nó tròn tròn. Đầu là đầu bằng. Cắt á, cắt thì khả năng cắt của nó cũng khá là kinh khủng nha. Cây này nó cắt được dây kẽm là 2 ly 2, và nó cắt được dây điện là phi tới 4 ly lần á. Đó. Hàng này là hàng made in Japan nè, lấy cho mọi người coi luôn. Thì thiết kế của cây này á, nó khá là châu bò nha. Nhìn thôi là thấy cái đầu nó cũng đủ châu rồi. Đó, chỗ này có chỗ bấm code luôn nè. Rất là đẹp, chiều dài nó là 200 và là hàng made in Japan. Cây này, sản phẩm này bên em bán rất là nhiều tại vì nó đẹp. Và giá cũng nó cũng tốt nữa. 390.000 cho cây, 9906 giá 390. 9907 giá là 370.000, cây này nó về hàng lại nè mấy anh. Giá cây này là 370.000. Thì cây này á là cái cây kìm dùng để tuốt dây gút, tách dây điện, cắt dây gút. Đó, giá là 370.000, lấy ra cho người coi luôn, cây này là hàng xịn rồi. Đầu tiên á là mình nói về cái khả năng của nó trên cái bao bì trước nha. Cây này nó đề cập khá là lớn đến cái vấn đề là sẽ khả năng cắt dây gút của nó. Đây, thực hành luôn. Ở đây em sẽ có một cái bịch dây rút. Ở đây sẽ có cái cây dây rút như vậy. Đó, mình sẽ rút nha. Như vậy, dây rút nha. Rồi, mình sẽ dùng cái cây này. Đó, ở đây nó có cái phần răng răng này mấy anh thấy không? Đưa vô đây. Đó, thì cái này nó cái lực kéo nó rất là lớn nha. Mấy anh nhìn nè. Để giữ cái này lại, phải giữ cái này lại luôn, giữ tay rất là cứng luôn á. Đó. Nó sẽ rút lại. Rồi, rút xong đúng không? Nó rút như vậy. Đó, nhìn cái khả năng cạp nó ghê chưa? Cạp là cạp kinh khủng luôn á. Rồi. Ví dụ như so với những cái một cái cây kìm cắt bình thường á, một cái cây kìm cắt bình thường là sẽ không có cắt sát được đâu. Đây, đây là có cây kìm cắt, cây này của Gisuke, hàng này hàng cũ rồi. Cái cây của Gisuke cắt trước đi. Cây của Gisuke nó sẽ cắt một đường. Đó, mấy anh thấy nó dư lên không? Nó dư lên như vậy. Và cái này nó rất là bén nha, cực kỳ bén luôn. Cái cọng dây gút em đang xài là cọng dây gút Nhật nha mọi người, nó sẽ rất là chắc. Rồi, ông này đưa vô. Đây anh em nhìn nè. Đó, liền lạc luôn. Đó, nó sẽ không có bị dư. Cái đầu này rất là hay. Cái chức năng thứ hai mà cái cây này nó sẽ làm được là cái chức năng này nè. Đây, đối với những cái cọng dây điện đôi á thì sẽ dùng cái này, mình sẽ bấm cái đường này. Đó, bấm cái đường này để nó tách cái cọng dây điện ra. Mấy anh không có cần phải đưa cái móng tay mà vô đây mình tẻ này kia đồ, làm nghề mà tới hồi tẻ xong chắc cũng đi luôn cái ngón tay, tại vì cái đầu này là đầu thẳng, mà cái đầu cái cây kìm cắt bình thường này nè nó là đầu cong, mà mấy anh đưa vô á thì lớn mớ nó ăn vô luôn cái thịt cái cọng dây điện đó. Thì đó là lý do tại sao nó ấy. Rồi khả năng cắt cắt dây điện thì cắt vô tư rồi. Thì cái kìm này là hàng mới, em sẽ không có cắt dây điện đâu nha. Tsunoda made in Japan. Cây này khá là đẹp. Cây này là cái kìm cắt xéo, và cái đầu này gia công cũng rất là đẹp luôn nha. Giá 370.000 cây. Cây này á, khả năng cắt của nó cắt kẽm á, là phi là 1.6, dây đồng là 2.6, và dây điện của nó sẽ là 5.5mm² nha mấy anh. Đó. Cây này về hàng lại là hàng này bên em mấy anh hỏi rất là nhiều. Đặc biệt là cái chỗ này là cái cạp của nó đây nè, rất là hay nha. Kéo rất là đã luôn.
giá cái này là 370.000 cho một cây. Hôm bữa hết hàng, không có hàng để bán luôn mọi người. 9907 chứ là 370. 9908. 9908 giá là 160.000 cho một cây. Ở đây á, nó là một cái cây tu vít thử điện. Và cây này nó sẽ có thông mạch luôn. Có thông mạch luôn nha, hàng của Anex. Thì hôm nay là sẵn bán đầu điện cho nên sẽ lo cái cây này ra bán luôn. 100 nó thử được từ điện 100V đến 240V, cho nên là nó là hàng của Nhật mà. Thì nó sẽ bán ra thị trường quốc tế và nó là hàng Nhật Bản. À, em sẽ lấy ra cho mọi người coi thông mạch là như thế nào. Đây, mấy anh thấy không? Tại vì tay của mình là bên trong lúc này nó cũng có điện từ trường hết. Thằng này á, nó hoạt động cái thông mạch của nó là nó sẽ dựa trên chức năng là nó sẽ dùng pin. Cho nên là mấy anh dùng một thời gian là nó sẽ có hết pin nha. Còn cái thời gian của nó là theo như sản xuất nhận xuất người ta thông báo là dài 3 năm chứ không phải là mới dùng 1-2 ngày. Nó Anex Japan thử điện từ 100 đến 240V. Đây, mình thử điện bình thường thì mình không nói rồi. Cái chức năng đặc biệt là chức năng thông mạch này, nó sẽ sáng đèn lên mấy anh thấy không? Đó, nó sẽ sáng đèn lên. Và cái cây này á, mấy anh thấy như vậy á, chứ mà nếu như mà mấy anh để vào buổi tối ban đêm á, thì sẽ có một số chỗ nó sẽ sáng nhẹ cái đèn này lên. Lý do là tại vì á, là cái cây này á, là cái này cái điện của nó sẽ sử dụng cái chức năng thông mạch này nè, cho nên chỗ cái này của nó sẽ khá là nhạy cảm. Mà xung quanh cái không khí của mình á, trong cái môi trường của mình lúc nào cũng có từ trường hết trơn á, nó sẽ tồn tại một cái dòng điện với cái lượng điện nó rất là nhỏ, cho nên á là nó sẽ sáng nhẹ 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 cái bóng đèn này, tại bóng đèn này rất là nhạy cảm nha. Đó, cho nên cái đó là chuyện bình thường chứ không phải là bị lỗi gì hết. Thì có một số khách họ mua về họ bảo tại sao ban đêm nó sẽ hơi sáng nhẹ cái đèn đó lên, là tại vì cái trong không khí của mình lúc nào nó cũng có từ trường hết trơn mọi người. Còn cơ thể con người rất là mạnh rồi, khỏi nói. Cái chức năng thông mạch này nè, nó để dùng như vậy nè nha. Ở đây em có một cái sợi dây điện. Đó. Rồi, nếu như cái cổng dây điện này á, mấy anh nó nằm xa nhau đi, thì mấy anh không thể nào mà biết được là nó dù nó đang âm tường nó lú như vậy. Mình không có cách nào mà mình thử được là cái cổng này nó đưa ra đây sẽ là cái cổng này hết. Nó sẽ rất là khó. Rồi, mình sẽ thử như vậy nè. Một đầu chạm vô đây. Một đầu là chạm vô đây. Cái đầu còn lại của nó là anh sẽ chạm vô đây nè. Đó, nó đâu có sáng đèn đâu, mà mấy anh chạm qua đây là nó sáng đèn. Thì mình sẽ biết được là cái cây này, cái cọng này là đầu này, là đầu này, là của nó là một đầu nè mấy anh thấy không? Mấy cái này là mấy ông mà làm xe máy là hay dùng nhất. Đó, mấy ông mà làm xe máy là hay dùng nhất. Đó thấy không? Rồi, một cái đặc biệt nữa mình có thể làm của nó, ví dụ như là cái chức năng là thông mạch mà. Cho nên là mình sẽ biết được là cái cọng dây điện này á, cái đoạn này của nó nè. Đó, cái đoạn này của nó là cái cọng dây này nó có bị đứt ở chính giữa hay không. Một đầu như vậy, một đầu chạm ở đây và một đầu còn lại á, nó sẽ chạm vô cái đầu còn lại, là mình sẽ biết là cái cây này nó còn ấy hay không. Đó, nó bị đứt rồi, nó lấy gì mà nó sáng đèn nổi đúng không, nó bị đứt ở đây rồi. Đó, cây này thì mấy ông mua xe máy dùng nhiều lắm. Sản phẩm này em chưa có đăng nhưng mà khách hỏi thì em vẫn bán ào ào. Tại vì đồ này ai cũng phải cần phải có hết cho mọi người. Đụng tới mấy cái mà liên quan tới hệ số an toàn này kia đồ thì nó khá là nhạy cảm. Giá này 160.000, rất là rẻ. Rẻ, rất là rẻ nha. Hàng Anex Japan mà. Đó. 9908 giá 160. 9909 á. Cái này bán quanh năm suốt tháng luôn, đăng lên bán hoài luôn á. Bán để cho mấy anh không biết mua cái kèm gì vô. Thì cái vỉ dao này, cái vỉ dao on fire cho móc khóa. Mấy anh đưa ra cái này nè, mấy anh đẩy ra là nó sẽ đẩy ra cái lưỡi dao này để mấy anh treo móc khóa. Tại vì bình thường không có lúc nào mà xung quanh mình có cái cây dao hay cái kéo hết trơn á, nó bán ai đâu để bên người đúng không. Thì mấy anh sẽ treo vô này, tại vì cái này có lò xo, nó rất là an toàn nha. Mặc định của nó sẽ đưa vô đây, mấy anh đưa ra như vậy, trong này nó có cái lò xo nó kéo lại, cho nên buông ra là cái lưỡi dao sẽ nhả ở trong, sẽ rất là an toàn. Một vỉ về hai cái, em không có bán lẻ nha mọi người. Đó, dùng để mấy anh gọc hàng, gọc băng keo này kia đồ nè, muốn cắt vỏ trái cây cũng được luôn. Đó, gọc báo đồ. Cây này mấy anh văn phòng thì mua rất là nhiều và là hàng made in Japan, hàng này bán rất là nhiều rồi. 9909 giá 100.000 cho một vỉ. Mấy anh hay không biết là kèm mua cái gì vô đầy đủ 500.000 để bao ship á. Đó. 9910 á thì sẽ đăng lại cho mấy anh xem là cái cây này là cái cây hước đo gốc của thằng Nigatasaki và là hàng made in Japan. Cây này thì đồ bãi thì nó cũng khá là hiếm á, chứ không phải là nói riêng về đồ mới đâu. Và giá cái này sẽ rất là tốt luôn. Lúc mà giá cái này về tới Việt Nam thì em khá là bất ngờ. 225.000 cho một cây.
Nếu như giá này mà so với đồ bãi, cây này đồ bãi thường mấy anh mua cũng 200 ngàn chứ không có rẻ đâu. Của Nigatatsuki và là hàng made in Japan nha. Cái này khắc chìm hoàn toàn hết nha mấy anh. Nó sẽ đo được là từ 0 tới 180 độ. Và cây này mấy anh sẽ lời cái khúc này nè, từ 0 tới 100 là cái đạn này nè. Tại vì cái cây thước mà bình thường của Niigata mà 1,5 tấc mấy anh mua là cũng 90 ngàn cây rồi chứ đâu rẻ đâu. Đó, mình lời cái đạn này. Thước đo gốc, đăng lại cho mấy anh biết thôi. Hàng này cũng bán rất là nhiều. 225 ngàn một cây nha. 9910 với 225 ngàn, hàng made in Japan. 225 ngàn, nhân viên nó bấm lộn giá rồi, nó ghi 255. Bình thường mà nếu như mà bên em á thì mấy anh chốt thì đa số sẽ gặp nhân viên, mà nếu như mấy anh có đóng góp ý kiến phản hồi gì á cứ thẳng nhắn tin thẳng vô đó. Tại vì cái điện thoại tin nhắn đó là em sẽ kiểm soát hết và tới tối là em sẽ có đọc lại hết nha mọi người. Cho nên mấy anh có góp ý gì hay là muốn tao muốn gặp thằng Khánh để bàn một số chuyện này chuyện kia hay là tao góp ý gì đó thì mình cứ nhắn tin đi, em sẽ gọi lại, yên tâm. 9910 giá là 225 ngàn. 9911, cái cây này cây gọt ba via đó. Hôm bữa có mấy anh hỏi thì cái cây gọt ba via này bên em có nha, có sản phẩm gọt ba via này đăng lên cho mấy anh xem luôn, mấy anh coi mấy anh hay tua video lắm. Giá là 380 ngàn cho một bộ như vậy. Nó là hàng của Ninuga và là best seller luôn. Hãng nó thẳng luôn là hàng này là hàng bán chạy nhất của tụi nó. Hàng là hàng của Israel nha mọi người, của một đất nước Do Thái, một đất nước rất là thông minh. Đó, người Do Thái, made in Israel. Cái bộ này á nó là NG8150 thì cái bộ này nó sẽ bao gồm cho mấy anh 10 cây và 10 cái lưỡi dao nha, 10 cái lưỡi dao và một cái thân này. Đó, đây. Cái cây gọt ba via, gọt ba via là như thế nào? Ví dụ như mấy anh mới tiện hoặc là cắt một cái phần sắt gì đó thì cái gốc này sẽ rất là bén. Thì mấy anh sẽ dùng cái cây này, mấy anh gọt đi cái gốc này đi thì sẽ không có bén nữa và nó sẽ đẹp. Rồi, hoặc là những cái mặt phẳng sắt như vậy, mấy anh vừa khoan một xuống cái lỗ phải không? Thì cái mặt trên, cái mặt tròn trên của nó sẽ rất là bén nha. Đưa tay vô thì sẽ rất là dễ bị đứt đứt cái tay này. Thì mấy anh sẽ dùng cái cây này, mấy anh gọt cái lỗ đó, gọt cái miệng ở trên của nó. Một hộp như vậy là sẽ bao gồm 10 cây. Đây, một hộp như vậy sẽ bao gồm 10 cây nha mấy anh. 10 cây. Rồi, gắn như vậy mấy anh kéo này xuống, mấy anh bỏ này vô. Rồi, đó, nó sẽ xoay vòng tròn như vậy. Những cái lỗ mà mấy anh khoan á, mấy anh mới khoan xong cái lỗ như vậy. Mình ví dụ mình mới khoan xong cái lỗ phải không? Lỗ này khá là nhỏ, lỗ đút vô mới vừa đâu. À đây rồi. Nè, mấy anh mới khoan cái lỗ thì cái viền miệng trên này cũng sẽ rất là bén nha, cực kỳ bén luôn. Thì mình sẽ đưa cái cây gọt bay viên này vô, mình gọt mạnh nó cái hình tròn thì cái gốc này nó sẽ không còn bán nữa. Rồi, cái phần đuôi của nó nè, mọi người thấy chỗ này không? Này là của Israel nè, Israel ghi gõ chữ Israel luôn. Rồi, nó sẽ có mũi tên, đây là mũi tên một chiều. Đó, mình sẽ xoay theo chiều này, rút ra. Rồi, bình thường mình làm nghề mà, bỏ nó vô rồi xong mày. Đó, bỏ nó vô. Đó. Chứ trong này cần tới thì có lưỡi sơ cua lôi ra mà dùng. Của Ninuga, hàng Israel. Hàng này là hàng mới hoàn toàn nha mấy anh. Đồ bãi thì khá là ít. Mà ít á, bình thường có thì cho mấy anh chừng vài ba lưỡi sơ cua, không có nhiều dữ thần này đâu. Cái này một combo của nó là tới 10 lưỡi lận. Hàng này sử mấy anh mình thấy chứ mấy anh cần tới mấy anh dùng khá là nhiều á. Tại bình thường mình không để ý, chừng nào mà mấy anh bị đứt cái tay của mình rồi thì lúc đó mình mới để ý tới cái này. Đó, giá cái bộ này là 380 ngàn một bộ, hàng của Ninuga và là hàng Xtrend. Hàng này hàng xịn rồi nha, đúng xịn luôn. $9911 giá 380. $9912 hôm nay lận về được mấy cái lô khay cà lê của Tony này nè, giá khá là tốt nha. Cái lô này á thì đợt này về nhập được giá rất là tốt. Giá này là 110 ngàn cho một cái khay. 9912 giá 110 ngàn. Một cái khay đựng cà lê của một tô ne. Đó. Thì một cái khay này mấy anh sẽ đựng được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây của tô ne. Đựng vô sẽ rất là gọn cái bộ đồ nghề của mình. Em nói luôn là mấy anh đựng cà lê cây nào cũng được, nhưng mà riêng với cái cây này nè,
mấy cây này thì mấy anh đựng ok không thành vấn đề nha, đựng ok không thành vấn đề, của shipper đồ, shipper là hàng shipper là đựng được hết. Nhưng mà riêng với cái cây của KTC đời cũ á, cái cây của KTC, cái cây KTC đời cũ á, mà cái phần chính giữa của nó có nhô ra đây nè mọi người, nó có nhô ở đây em không có rồi, nó có nhô ra đây thì cái cây thân nó khá là to nha. Hàng shipper, hàng tone đựng được, hàng KTC á thì phải đựng cái cây cờ lê KTC đời mới đó, em nói rất là rõ nha. Tại vì mấy cái cây cờ lê này em có mà em không biết em cất mất tiêu đâu cái bộ KTC kia rồi đó. Hàng shipper đựng được, hàng của mấy cây cờ lê mỏng này ok, cờ lê mỏng thì đựng là đẹp rồi, tuyệt vời, không thành vấn đề rồi đó, cờ lê mỏng. Còn cái cây cờ lê của tone, cờ lê tone này nè, cờ lê này đó, tone nè mọi người đó, đựng được luôn tại vì hàng của tone mà đó. Gần Tết rồi mấy anh để vô thùng đồ nghề sẽ này sẽ rất là gọn nha. Của Tone chỗ này có chỗ để cho mấy anh treo lên nữa nè. Hàng là hàng của Nhật. Đó, đầu 49 nè mọi người. Giá cái bộ này là 110.000, 9912 giá 110. 12 đúng không? Tới 9913. 9913 giá là 180.000 cho cây búa. Thì hàng cây này em còn có 1 cây à. Mấy anh muốn mua nữa cũng có đâu, thị trường bây giờ cũng hết rồi. Giá là 180.000 cho 1 cây nha, 9913 giá 180. Thì cây này là cái cây búa đầu vuông. Đây, có đóng chữ đồ, đóng mộc đàng hoàng hết nha. Phần này là, nếu như không làm đó là phần nước sơn đó mọi người. Phần này nó là nước sơn nha, mà nó sơn khá là đẹp. Rồi, cán dưới này là có khắc laser luôn nha, khắc laser chữ Nhật luôn. Còn tem đồ hết, giá là 180.000 cho một cây. Một cái cây búa đầu vuông. À, em sẽ đo cái này cho mọi người. Cái mặt vuông này của nó là 20 ly nha, 20. Đó 20. Mặt vuông đó là 20 ly. À, chiều dài cái cây búa này á, chiều dài tổng cây búa này là 30 nha mọi người, 3 tấc. Giá cây búa này là 180.000. Rồi, cây này là cái cây búa gõ sỉ, giá cũng 180.000 luôn. Cây này rất là đẹp. Đầu tiên là nhìn cái nước gỗ đó nè. Đó, cây này thì làm khá là trau chuốt hơn cây kia. Nó làm xong nó còn phủ bóng lên được nữa và vân gỗ rất là đẹp. Tem còn đủ hết. Đó, 24mm là nó cái này nè. Còn keo bảo quản luôn nha mọi người. Hàng này là hàng mới nha. Hàng này là hàng mới ken xà beng nha mọi người. Đó, 27 là 24 ly là cái này. Là đường kính cái này là 24 ly. Đó, đường kính cái phần búa đó là 24 ly. Rồi, chiều dài cái cây búa này á, chiều dài cây búa này là 33cm. 33cm. Một cây búa gõ sỉ, một cái đầu tròn, một cái cây đầu nhọn. À, này là gõ sỉ, gò này kia rồi đó. Mấy anh muốn làm sao đó làm. Cây này rất là đẹp rồi. Giá cây này là 180.000. Mỗi thứ em còn có 1 cây à, không có nhiều. À, 14, 15. 15 là một cái cây súng bắn keo, bắn silicon của Tajima. Giá cây này là 300.000. 9915 giá là 300. Đây, hàng mới chưa qua sử dụng. Còn tem, còn mạc hết. Và là hàng của Nhật nha, Tajima. Đầu 49 nè mấy anh. Đó, đầu 49 Tajima Co.jb, JB là Japan đó. Đó, một thương hiệu rất là quen thuộc. Một cái cây súng bắn silicon, ở đây nó có cái nút này là thao tác nhanh, bấm vô đây. Kéo ra. Đó, mấy anh tăng đưa chỗ này rất là nhanh nha. Đó, thả tới đâu bấm tới đó. Nhìn cái đường đi của nó rất là chắc chắn và rất là nhẹ nhàng nha. Giá cái này là 300.000, 9915 giá 300. Cây súng bắn silicon của ông Tajima 9916. 9916 là một cái Eto nhỏ của ông Lucky. Eto này mất cái tem rồi. Đó, nhưng mà đảm bảo chăm chăm đây là hàng của Lucky nha. Giá là 580.000. Cái Eto này rất là đẹp. Tình trạng của nó là khoảng 99% luôn á. Không biết là nó đã qua sử dụng hay chưa. Thì mấy anh cứ nhìn mà đánh giá thì theo em là chắc chăm chăm luôn rồi. Đây. Đây. Cái ngàm kẹp nó còn nguyên luôn nha mọi người, không một vết chày luôn nha. Đó, rất là nhẹ nhàng trơn tru, một cái Eto của Lucky. Cái Eto này á, ngàm của nó sẽ là ngàm này là ngàm 50 nha mọi người. Một cái Eto mini, anh nào mà có cái bàn làm việc này kia đồ á, mấy anh muốn cần cái Eto nhỏ thì sẽ đưa vô dùng. Đó, Eto mini của Lucky kẹp bàn. À, thì cái này nó sẽ kẹp được cái bàn cỡ, để em xoay ra mở hết nó luôn. Đây,
chỗ này nó sẽ kẹp được cái chỗ này khoảng 30 nha mọi người, 30 đó, một cái tô mini của Lucky nha, hàng Sa Pan chăm chăm. Cái nào em biết là em sẽ nói, còn em không biết là em sẽ không dám nói đâu, nhưng mà cái này là em sẽ đảm bảo chăm chăm. Hàng này là hàng của Lucky. Mấy anh nhìn cái nước sơn của nó nè, còn nguyên nguyên lên gan xà beng luôn nha. Giá cái này là 580.000 cho cái tô này, 9916 giá 580, 9917. 9917 á, cái này là cái cây thước cặp của thằng Mito Toyo. Cây này là hôm bữa này đăng rồi, 9910 giá 480.000 luôn. Cây này hôm bữa mấy anh hỏi luôn, có anh kia anh chốt xong rồi nói ừ anh để chuyển khoản để anh gửi số tài khoản, xong cái anh em gu luôn, anh không nói gì hết trơn á. Thì hôm nay em sẽ đăng bán cái cây này với giá là 480.000 luôn nha, y chang hôm bữa, không có thay đổi gì về giá hết. Cái này thì là hôm bữa em treo lên cái kệ nè, ảnh chốt rồi xong rồi em giữ tới nay luôn. Cây này rất là đẹp, 9917 nha mấy anh, giá là 480.000. Mito Toyo 3 trái hồ lô đó, made in Japan. Đầu nè, đầu này còn đẹp nha, núm đồ còn đầy đủ hết đó, thức cặp kẹp trong kẹp ngoài còn đủ hết đó, rất là đẹp. Độ chia bước chia sai số này là 0,05 mm, chiều dài cái này là 1,5 ft, và đây là hàng nội địa xưa, chiều dài 150 mm, còn đầy đủ ốc ác hết. Cái này là để em treo lên kệ thôi chứ gì trơn á đó. Đó, hàng còn rất là đẹp nha, cây này bao giá thị trường luôn á. Cây này đăng lên phát là bay mất tiêu rồi, hôm bữa ông kia ông chốt xong rồi mình gu luôn. 9917 giá 480.000 cho cây này, dán lại đi tem hôm bữa đó. 9917 giá 480. 9918 ở đây em có cái cục đá của ông Makita, em cũng không biết cái đá này để làm gì nữa, giá là 300.000 nha. Đó nè, cái đá nó như vậy nè mọi người, em cũng không rành, anh nào biết thì chỉ em luôn nha, em cảm ơn rất là nhiều luôn á. Đây nó ghi là Aichi Japan này, hàng này tất nhiên hàng Japan này, maximum của nó là vòng quay là 1.800 trên phút, hoặc là 5.700 R trên EP, nhưng mà không biết loại này nữa. Nó 1.800 vòng trên 1 phút nha mọi người. Đó, Makita Aichi Japan, hàng của Nhật, Makita xuất cho thị trường Nhật luôn. 100 đường kính nó là 100 nhân 50 nhân 12.7, tại chắc cái cốt này cốt 12.7 quá. Đúng rồi, xài cốt 12.7. Đó, cục đá em không biết đá này để dùng làm gì nữa, ai biết thì chỉ em rất là cảm ơn. Đó, bán nhiều khi bán mình cũng không biết nó hết được nổi đâu mọi người. Còn cục đá thì biết nó là đá mài thôi, gắn máy thôi chứ không biết nó làm gì nữa. Bên trong có giấy đâu nữa nè. Đó, hàng mới chăm chăm, giá cục này là 300.000. 9918 giá 300. 9918 giá 300. 9919. 9919 á, ở đây em có những cái cây kìm cắt này, sẽ đăng cho mấy anh biết là hàng này sản phẩm bên em vẫn còn. Hàng này bên em có khá là số lượng á, của Lobster, giá là 220.000 cho một cây. 9919 giá 220. Thì đây là cái cây kìm cắt mềm, mấy anh dùng để cắt dây rút được nè, cắt dây điện được luôn. Chiều dài nó là 125 mm, và đây là hàng của Lobster, hàng mới chăm chăm. Hàng này là hàng nội địa xưa nha mọi người. Đó, nó chuẩn JIT nè mọi người thấy không? JIT B46 rồi nè, tất cả là đều chuẩn JIT hết. Đó, và cây này là hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Tức nghĩa là hàng nó lưu kho nha mọi người, hàng nó đã sản xuất lâu lắm rồi, cái này ít nhất nó cũng phải mười mấy 20 năm đó. Đó, mà em về được cái lô này nó rất là tốt nha, giá cực kỳ tốt luôn. Lobster, logo hình con tôm, một trong những cái logo mà được đánh giá là đẹp nhất của thằng Lobster của Nhật Bản. Giá là 220.000 cho một cây. Hàng này mua về thì bao dùng. Dây điện ở đây, mấy anh cắt dây điện ly gửi là không thành vấn đề, mấy này bán lắm. Đó, cực kỳ bán luôn á, cắt thì ngọt ngào rồi. Ly gửi 2 ly là em đảm bảo bao đông. Dây gút, dây gút thì bao xài luôn. Dây gút ở đây nè, cắt là bao sát luôn nha mọi người. Nó có lưỡi thằng này cũng y chang thằng kia, là cắt đảm bảo bao sát cho mấy anh luôn. Cắt dây gút rất là bén nha. Rồi ví dụ như cái gồng dây gút đây đúng không, cắt đây nè. Đó mấy anh thấy không, cắt cái đường là thẳng băng luôn. Đó, không một cái gì đó nhô lên. Mấy cái này thì bao dùng nha, đẹp lắm. Giá cái này là 220.000 cho một cây. Hàng này á, là giá nó thẳng là giá này nó sẽ tốt hơn so với việc là mấy anh đi mua hàng mới luôn.
hàng mới, nghĩa là hàng em nhập hải quan chính ngạch, hàng mới chăm chăm bây giờ á, giá nó rất là rẻ luôn, nó rẻ hơn rất là nhiều nha mọi người. Đây cái lô này không phải lúc nào cũng có đâu, giá là 220.000 cây. Hàng này là mấy anh mua về cắt dây gút dây mềm, dây điện là em bao cắt tới 2 ly nha, bao cắt dây điện 1.52 ly, hãng nó không có cho cắt đâu nhưng mà em lại em bao, tại vì hàng này em dùng rồi em biết. 9919 giá 220, 9920 á giá cũng 220 luôn. Cây này là cây của Mary, hàng này là hàng sưu tầm rồi đó, hai cây này đều là hàng xưa hết. Cây này chiều dài của nó là 120 mm nè, của Mary, giá cây này là 220.000, 9920 giá 220. Cây này vẫn cắt chấm 5 2 chấm đường thường đó, thoải mái bao cắt. Rồi nếu như mà mấy anh muốn mà mua hàng mới thì có cây này. Cây này là của Tsunoda, kích cỡ cái này nhỏ, cây này có 120 mm à, mà cái này cái lưỡi cắt của nó thì mấy anh nó sẽ thấy nó sẽ nhỏ hơn khá khá so với cái cây kia. Giá cái này 160.000 đó mấy anh nhìn là cây này nó khá là bé nha, cán của nó cũng là cán nhựa, khúc này nó bọc nhựa chỗ này đó, japan này kia đồ, nhưng mà cái lưỡi của nó thì mấy anh thấy nó sẽ khá là bé hơn. Và những cái cây này thì mấy anh vẫn cắt dây gốc bình thường thoải mái vô tư không thành vấn đề này, ví dụ như cái cọng dây gốc đây đúng không, thì mình sẽ cắt như vậy đưa vô nè, thấy không, đưa vô rất là gọn, và mấy anh cắt á sát gạt luôn đó, cắt sát cái đầu dây gốc luôn. Mấy cây này nó sẽ bị lỗi cỡ, kiểu như là mấy anh dùng kéo cắt cũng không được, mà lấy cái cây kìm cắt, kìm điện cây cắt cũng không xong thì phải dùng mấy cây này cắt nha. Còn cây này mà mấy anh muốn cắt dây điện thì không thành vấn đề, 1.5 ly là em bao nha. Đó, 1.5 ly dùng điện gia đình, 1.5 ly là kéo tủ lạnh là vô tư rồi. Giá cây này là 160.000 cho cây, 9921 giá 160. Hàng của Tsunoda, hàng mới. Đó, mấy anh muốn chơi cái nào thì chơi. 21 rồi thì tới 22. 22 dưới này á, 22 23 24 là mày làm mấy cây kìm chuyên dụng, một chức năng một duy nhất. Giá cái này là 245.000, 9922 giá 245. Cây này là cây kìm mở xích của thằng Tsunoda. Đây, nói rồi, những cái cây mà bọc cán xanh dương nè là nó sẽ là đồ chuyên dụng, một chức năng một. Giá là 245.000. Cây này chiều dài nó là 160 mm. Nó sẽ mở được xích. Đây, trên cái kìm này lấy ra cho mấy anh coi nha. Cái kìm này nè, trên cây này nó sẽ một bên nó là một cái tròn, một bên nó sẽ là một cái mắt này. Tức nghĩa là cái bên này mấy anh sẽ gá vô cái cốt, cái mắt sên. Còn bên này sẽ gá vô cái mặt của mặt dây sên. À, trên đây nó không có hình rồi. Đây. Nè nó hay như vậy nè mọi người, nó sẽ lọt như vậy nè mọi người thấy không? Tại vì cộng dây xích, cái cộng dây xích của mình đó, một bên nó sẽ là cái cốt trên này nè, mọi người gá vô cái cốt. Còn cái này nó sẽ đưa xuống đây cái mặt sên. Đó, cái kèm này thì nó sẽ quay lên đây, mấy anh muốn làm bên trái thì sẽ quay ngược cái kèm lại, người ta đã hướng dẫn hết rồi. Những anh nào mà đã từng lấy cái kèm đầu bằng này mở cái cộng dây xích thì mấy anh sẽ biết được cái cảm giác nó sẽ khó chịu như thế nào, tại lâu lâu mình làm bất lần mình làm không có quen đâu, thợ người ta ngoài tiệm thì người ta làm phát một là vô luôn, còn mình 5-7 tháng mình làm bất lần thì nó sẽ rất là khó. Cây này chiều dài nó 150 mm, rất là to nha. Cây này thì mấy anh dùng ok rồi, giá cái này là 245.000. Thì đây là những cái sản phẩm làm nghề, cho nên là em đối với em á, những cái sản phẩm mà em dùng để phục vụ công nghiệp việc của em á thì em sẽ không có tiếc, tại vì nó dùng giúp mình để kiếm tiền mà, chứ mình đâu phải giúp nó để tốn tiền thêm đâu. 9922 giá 245.000. 9923 á là cái cây kìm phe này em sẽ bán giúp cho cái anh khách kia, hôm bữa giá là 450.000 thì hôm nay sẽ tiếp tục giảm nữa, bên em sẽ có nhận bán lại, thanh lý lại giúp cái sản phẩm cho mấy anh nha. Mà anh muốn bán lại sản phẩm giá bao nhiêu thì cứ đem qua đây, mà anh muốn lấy tiền lại thì lấy, mà anh muốn mua sản phẩm bên em thì mua. Thì tất nhiên là giá sản phẩm này bán xong mà mấy anh muốn đổi sang cái sản phẩm bên em á thì tất nhiên là giá sẽ có ưu đãi cho mấy anh rồi. Cây này á là cái chỗ này thì cũng là một ly nha, nó sẽ lấy phe. Cây này là cây lấy phe ngoài, hàng của top Japan đàng hoàng nha. Đó là mấy anh lấy phe như vậy, lấy phe ngoài đưa vô, đó bẹt cái phe này ra. Đây nó báo là từ 3 ly đến 9 ly nè, em cũng không biết này là gì nữa. Đó, mình chỉ biết nó là kìm phe thôi. Giá là 350.000 cho cái kìm phe này. Giá 350. Một cái cây kìm phe hàng made in Japan nha, của Top. Thì khách nào mà đang có nhu cầu thanh lý những cái sản phẩm đồ nghề, đồ Nhật nha mấy anh, đồ Nhật, đồ Đức, đồ Mỹ gì đó thì mấy anh cứ đem qua đây thì bên em sẽ hỗ trợ mấy anh bán lại,
bán xong anh muốn lấy tiền hoặc là mấy anh muốn đổi đồ nghề bên em thì ok. Mà anh muốn bán giá bao nhiêu em sẽ bán giá bấy nhiêu cho mấy anh. 9923 giá 350. 9924. 9924 á, cây này á là cái cây lấy phe ngoài nha, còn cái cây này sẽ là cái cây lấy phe trong. Giá cây này là 250.000. Cây này của Super và là cũng là hàng made in Japan luôn. Đó. Super. Cây này là cây lấy phe trong. Nè mấy anh, nó lấy phe trong nha. Rồi mấy anh kẹp nó vô. Đó, lấy phe trong kẹp nó vô. Từ 8 tới 25, hàng của Super Tool. Rất là đẹp. Đây. Super. Và tất nhiên là Super da băng rồi. Đó, rất là đẹp nha. Cây này của anh khách anh gửi qua thanh lý. Giá cái này là 250.000. Mã 24 rồi, xong tới mã 25. Mã 25 á thì hôm nay em về được mấy cái kìm cai này. Cái lô hôm trước á là em về được cái lô này nha. Giá 180.000 cho cây. Cây này khác cây hôm trước. Nó khác là nó khác cái giao diện ở đây, nó khác cái hình ở đây thôi. Hình này là hình đó MT Fuji Japan, mọi người thấy không? Tức nghĩa là núi Phú Sĩ. Hàng là hàng made in Japan, là hàng nó đẻ luôn. Đó. Giá 180.000 cho một cây. Cây made in Japan. Rất là đẹp. Núi Phú Sĩ nha. Núi Phú Sĩ ở dưới là nó ánh xuống nước nè, rất là đẹp nha mọi người. Hôm bữa là hoa anh đào, còn đây là núi Phú Sĩ. Anh nào hôm trước mua rồi hôm nay mua nữa có muốn chơi luôn cây này không? Đó, cây made in Japan. Giá cái này là 180.000. Thì mấy anh kéo ra như vậy, kéo ra như vậy đổ móng tay đi, bình thường cắt thì đây, cắt xong móng nó sẽ văng vô trong này, chừng nào rảnh thì đi đổ. Đó. Đó, cắt. Hàng này bán rất là nhiều luôn rồi. Đây mọi người nhìn cái chỗ mà nó vỗ cái móng tay nè, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Giá cây này 180.000 cho cây. Giá rất là tốt nha. 9925 giá 180. Cây kìm cắt móng tay của cây và là hàng made in Japan. Cắt rất là bén. 9925 giá 108. 9926 là cái kìm cắt móng tay, giá là 345.000. Thì cây này cũng của Kai luôn, cũng là hàng made in Japan luôn. Đó, Kai made in Japan nè mọi người thấy không? Và cây này nó sẽ hay chỗ này là nó sẽ có cái kính lúp ở đây. Đây, nó có kính lúp nè mấy anh thấy không? Kai made in Japan có vỗ móng tay dưới này. Rồi, có kính lúp ở đây. Đó, cho mấy bác lão. Này là mấy anh mua về để mấy anh mua về để tặng bạn nữa là ok rồi. Made in Japan này thấy không? Rất là đẹp, stainless steel. Đó, mọi người sẽ bấm đây, cắt đây, văng vô đây, cắt xong thì kéo ra. Kéo ra ở đây, đi đổ cái móng tay đi. Kéo ra xong thì mình gắn vô lại. Đó. Rồi, kính lúp đúng không? Mắt mờ thì mấy bác mắt nào mờ đó thì mình sẽ đưa vô đây. Đó, mình sẽ đưa móng tay vô đây mình cắt, mình sẽ thấy đường mình cắt. Như vậy, đưa vô đây sẽ to hơn này thấy không? Đó, hoặc là nếu như không cắt thì mình sẽ đưa vô đây. Bẻ ra về sau như vậy. Rồi, để dành đọc chữ. Đó. Đọc chữ thì rất là nét rồi. Cây này của hàng của Nhật Bản, mà kính lúp Nhật Bản thì rất là ok rồi. Cái này em thấy là mua về làm quà tặng thì rất là nhiều anh khách mua về họ sẽ dùng làm quà tặng mọi người. Tại vì nó khá là đẹp. Cái hộp này cũng đẹp luôn nữa. Đây. Cái hộp này cũng đẹp lắm. Cho nên là khách họ mua về để dành làm quà tặng Tết nhất từ gấp tới nơi rồi. Giá 345.000 cây, 9926 giá 345. 9927. 9927 là mấy cái cây này em còn nha. Em đang bán thanh lý với cây này. Thì cái này là cái cây dao gọt giấy của Alpha. Nó xài lưỡi là bản 25mm và cái lưỡi zin của cây này là lưỡi găng cưa. Mấy anh xài cái găng cưa này nó mòn rồi á thì mấy anh sẽ có thể thay thế thành cái lưỡi dao gọt giấy được. Lưỡi 25mm nha, trên thị trường bán rất là nhiều. Chiều dài cái đạn lưỡi cưa này là 106mm. Cái lưỡi cưa mini. Đó, rất là đẹp. Hàng Alpha made in Japan. Đó, cái này thì em không có khu ra nha. Giá này là 200.000 cho cây. 9927 giá 200, bán giá thanh lý luôn. Đó, cưa gỗ, cưa ống nước, cưa cây đều được hết. Đó. 9927 giá 200. 9928. 9928 là mấy cổ khóa nha, giá là 90.000 cho một ổ. Ổ khóa này là ổ khóa đồng nguyên khối của thằng Son. Đây. Đây. Tem Nhật đồ còn hết nha. Hàng này là hiện tại bên em chỉ còn có nên em có thôi, không ai có đâu nha mọi người.
ổ khóa này là 40mm nha, ổ to nhất hiện tại bên em là chỉ còn ổ 40 thôi đó. Ổ 40 này thì mấy anh khóa cổng khóa cửa là ok nha, nó không có quá bé đó, cái này vẫn đảm bảo chắc chắn. Mấy anh muốn biết cái này xịn hay không phải không, mấy anh về xách cái chìa khóa này, mấy anh đi ra chỗ làm khóa coi thử cái chìa này mấy anh làm nhiêu tiền. Ví dụ bình thường mấy anh đi dỗ cái chìa mới khoảng 20 thì cái chìa này bên thợ người ta sẽ ăn là 40.000, hoặc là một là 40, hai là họ sẽ không có cái phôi chìa này luôn. Và hỏi người ta, chỉ cần mấy anh xách phôi chìa này ra thôi, hỏi người ta ổ này ổ xịn hay ổ dởm, chắc chắn là họ sẽ trả lời cho mấy anh biết luôn, ổ này là ổ xịn nha. Hàng là hàng Son rồi đó, Son 40mm rồi. Thì Son là thương hiệu của Nhật và hàng này là hàng gia công tại Hồng Kông nha mọi người. Đó, Hồng Kông nè mọi người, thấy không, thấy chữ Hồng Kông không, đây chữ Hồng Kông đây. Hàng này xưa lắm rồi mọi người, thì đợt đó là em trúng được cái lô này, hàng này em bán rất là lâu rồi, lô này em rất là nhiều nha, bán tới nay cũng gần hết rồi. Cái size to nhất hiện tại bên em chỉ còn size 40 thôi, cái này là hết hàng là hết luôn, không có về nữa. Tại vì nếu như nhập mới thì cái này sẽ rất là nặng ký và cái tiền cước sẽ rất là cao nha. 6 ly 26, rất là to. Ổ này là đồng thau nguyên khối 0.500, mấy anh để ngoài trời mưa thì ok. Chỗ này là 220 và bề rộng bản chỗ này sẽ là 33 đó. Bề dày bụng chỗ này sẽ là 13 nè, 13. Chiều cao tổng của nó, chiều cao tổng ở đây là 60. Đó, tới các kích thước em sẽ đo rất là rõ rồi. Ở đây em có cái cục 500. Đây, đưa vô đây là nó hít nè. Tại nó hít cái vòng khuyên. Chìa là không hít chìa nè. Không hít cái ổ khóa nha mọi người. Đồng thao nguyên khối. Đồng nguyên khối nha, rất là đẹp. 40mm. Giá là 90.000 cho ổ. Mấy anh về mấy anh khóa cửa là tự nhiên nhìn cái cửa nó đẹp hơn liền luôn á. Đó, giá là 90.000. To nhất hiện tại bên em là chỉ còn cái ổ Son này thôi. Mấy anh tranh thủ mua đi chứ hết hàng rồi là không còn hàng về nữa đâu. Đó, 9928, giá là 90. Đây, bên trong nó có cái giấy nè mấy anh thấy không? Giấy này hình như là nếu không lầm là mấy anh mua nguyên hộp của nó là nó sẽ khuyến mãi gì á. Của Son, hàng của Nhật đàng hoàng nha mấy anh. Giá là 90.000 cho ổ. Rồi, kế bên là ổ này, ổ 35. Ổ này khóa thùng đồ nghề được nè. Nó 9929, giá là 75.000 cho ổ nha. Ổ này là mấy anh khóa thùng đồ nghề được. Ổ 35mm. Đó, 35mm nha. Cái ổ này á, cái cộng này là cộng 5 ly của Son, 35mm đó. Hàng gia công tại Hồng Kông, Son là thương hiệu của Nhật nha, đảm bảo 100%. Anh nào muốn cái em cũng chơi luôn nữa. Đó, Hồng Kông. À, chìa khóa ở đây cũng đồng nguyên khối rất là đẹp. Hàng nó đã lưu kho mấy chục năm rồi, bấm ra vẫn tách tách bình thường. Đây, ở đây em có cái thùng đồng nghề. Đây, làm cho mấy anh coi luôn. Cái thùng đồ nghề, thùng này là cái thùng này của Hosan. Đó, khóa ở đây đúng không? Ở đây nó có lỗ nè, để cho mấy anh đút cái chìa vô, bỏ ra. Cái cộng này á, của nó là bình thường mấy cái thùng đồ nghề á, nó sẽ là 5 ly, cộng này là 4.67, để cho mấy anh khóa cái thùng đồ nghề của mấy anh. Đẹp chưa? Khóa xong rồi cái thùng đồ nghề đẹp rất là nhiều nha. Đó, của Son. Cộng này để khóa thùng đồ nghề, khóa tủ quần áo là ok. Rất là đẹp. 35mm Son. Rồi, sẽ đo mấy kích thước này nè. Bề rộng của nó chỗ này là 18. Tính luôn cộng này là 28. Cộng này dày là 4 chấm mấy để sỏ lỗ 5 ly á. Bề dày của ổ khóa này là 11.9. Chiều cao chỗ này là 25.9. Chiều cao tổng của nó là 46.53 và cái bụng chỗ này sẽ là 12 ly. Đó. Các kích thước em đo rất là rõ rồi nha. Giá cái này là 75.000 cho ổ. 75.000 cho ổ của Son. Hàng mới 100%. Hàng này là hết hàng là hết luôn, không còn hàng nữa đâu. Đây. 40 và 35mm. Rồi, 9929, giá 75.000 dọc ổ. Cái này cũng có mấy cái miếng giấy bên trong nữa nè, của Son gì nè. Hộp của nó là nó sẽ như vậy đó mọi người. Rồi, dẹp thùng này qua bên.
29 là 30 đúng không? 99 30 ở đây á là em có cây cần 3/8 nha. Đầu 3/8 của thằng Toyota. Đó đóng chữ Toyota nhưng mà hàng này là hàng của thằng KTC gia công nha mọi người. Made in Japan đàng hoàng, cần 3/8, giá cái này là 380.000. Đó, cây cần tự động. Cây này còn khá là đẹp nha. Và chỗ này có nút thao tác nhanh. Đây nó có cái bi nè, mấy anh phải bấm vô chỗ này. Bấm vô đây thì mình mới lấy cái bi ra được. Tại vì á, mấy cây này nó thường dùng trong những cái môi trường dầu mỡ. Tay mình đang trơn, không thể nào mà mình bứt cái đầu tiếp ra được. Thì mình sẽ bấm nút này để cho cái bi này nó chạy xuống. Và chỉ cần bấm cái là nó gớt cái đầu khẩu ra rồi. Và những cái khóa dạng kiểu này sẽ rất là chắc. Đó, của Toyota. Đóng Toyota nhưng mà hàng này là hàng của KTC gia công luôn. Cây này thì ngoại hình của nó là, nếu như xét về ngoại hình tính theo độ phần trăm á, thì cây này còn khoảng 90%. Cái này chỉ là dầu bảo quản thôi, dầu bảo quản em xịt vô thôi. Đó, còn rất là đẹp nha mọi người. Hàng này là hàng sưu tầm rồi. Đó, của Toyota. Cây này là cây 3/8. 3/8, cây này còn rất là đẹp. Giá cây này là 380.000, 9930 giá 380. Rồi, ba cái sản phẩm cuối cùng này là ba sản phẩm mắc nhất. 9931. 9931 giá là 650.000. Đây là một cái cây kìm chết của thằng Vicegrip. Vicegrip, dòng này là dòng đẹp rồi. Vicegrip Battensen này thấy không? Đó, Battensen. Cây này á nó đẹp, lan can xà beng luôn, miệng đẹp, tất cả mọi thứ đều đẹp hết. Nó bị chỗ một là cái người chủ cũ họ đã khắc cái tên người ta lên. Chris nè mọi người, đó Chris. Size này là size 5WR, cây này rất là bé nha. Đây, cây bút lông bình thường nè. Cây này là hàng sưu tầm nha mọi người. Đó, giá này là 650.000 cho một cây. 9931 giá là 650. Ở đây có cây bút nè mọi người. Đó. Bé chưa? Bé tẹo tèo tèo luôn á, size 5. Nhỏ nhưng mà có vỏ của nó, cây này còn đẹp nha. Đó, răng cỏ mọi người nhìn nè. Thì bình thường á mà mấy cây nhỏ này á mà răng như vậy là rất là đẹp rồi. Lưỡi cũng còn nguyên luôn. Đó, tại vì á mấy cây này nó nhỏ mà cho nên cái lực của mình, cái tay của mình sẽ là bóp sẽ lớn hơn so với kìm này luôn á. Mà thì bình thường là nó đã có chủ cũ xài rồi, bóp lực mạnh cho nên là mấy cái chuyện mà răng cỏ như vậy là còn rất là đẹp rồi nha. Đây. Hàng này là hàng sưu tầm nha mọi người. Hàng nào mua sưu tầm chứ bình thường ngoài đồ bãi mấy anh kiếm đồ đẹp như vậy không có đâu. Đó, rất là đẹp. Chỗ này là nới ốc chỗ này ra. Đó, bữa nay là bán một bộ luôn, xe 5, xe 7, xe 10. Giá là 650.000 cho cây này, 9931 giá 650. 9932. Ủa? 31, 31 không có 32, 33. 31, 33. 9933 giá là 900.000. Đây, cây này là size 7 nha. Size 7, cây này là đẹp dữ nữa. Cây này cũng là Vicegrip ở đây. Cây này đóng Vicegrip ở đây luôn. Đó, cây này rất là đẹp nha. Hàng này là chỉ có hàng sưu tầm mới có thôi. Đó, Vicegrip Battensen. Này thiếu cái hộp thôi. Có cái hộp nữa là lan can xà beng luôn. Miệng ở đây. Răng của nó còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, mấy anh nhìn ghê chưa? Đẹp chưa? Mấy anh nghe cái tiếng đó nè. Bấm vô rất là nhẹ nhàng nha. Lấy ra rất là nhẹ nhàng. Đó. Này chỉ thiếu cái hộp thôi là mấy can luôn á. Vicegrip Battensen USA. Thấy chưa? Size này là size 7. 7WR nha. 7WR. Chiều dài tổng cái này á là sẽ là 18cm. 18. Giá cái này là 900.000, hàng này là hàng sưu tầm nha mấy anh em. 9933 giá là 900. Đẹp chưa? Rồi 34. 34 xanh này là size 10. 10WR. Cái này thì là dòng này là nó sẽ sao hơn so với anh kia. Cái này nó đóng chữ Vicegrip đúng không? Còn cái dòng này nó sẽ đóng là Made in USA The Original 1924. Hãng Vicegrip này nè, nó sản xuất nó ra đời năm 1924 nha mấy anh. Và hiện tại là Vicegrip nó không còn sản xuất tại Mỹ nữa. Hiện tại là nó đã bán hãng cho Đài Loan rồi. Cho nên là đó chính là lý do vì sao những cây này rất là giá trị. Nó mấy chục năm rồi chứ không phải là mới đây đâu mấy anh. Thằng này tuổi đời của nó là khoảng 20 mấy năm. Nếu như mà
bắt đầu từ cái này là đời đầu của thằng này đi, đời đầu của đời cái dòng này đi thì nó khoảng là ba mấy năm rồi đó. Còn nói chung là cây này chắc ăn thì nó là 1999X á, đảm bảo. Giá cây này là 1.250.000. Cây này là hàng đẹp không lỗi lầm luôn. Đây để em quay từ từ cho mấy anh coi. 10WR nha, Vice Rip. Đó. Đây, nó to hơn xíu mà anh nhìn rõ nè. Patensen USA. Công nghệ của 30 năm trước nha mấy anh, chứ không phải công nghệ thời điểm hiện tại đâu, mà nó đã sản xuất ra những cái cây kiềm khủng bố chưa, rất là dày. Hàng nó 30 năm trước là hàng này đã có người sử dụng qua rồi mà mấy anh nhìn nè, đẹp len can xà beng. Hàng này là hàng sưu tầm nha mấy anh. Đó mấy anh nhìn đi, xước nhẹ ở đây. Hàng này hàng bãi không có đâu, hàng bãi là không bao giờ có những cái sản phẩm này nữa nha mấy anh. Chỉ có đặt từ Mỹ về thôi mới được như vậy thôi nha. Đó, nhìn phần lưỡi cắt nữa nè. Máy này về mấy anh dùng cái chổi đánh cước đánh một phát một là bay ra rồi. Chứ mà em không muốn đâu, em muốn để nguyên gì đó nhìn cho nó đã. The Original Made in USA. Hàng này là hàng đời mới hơn so với thằng này. Thằng này là đời xưa hơn nữa. Đây, mấy anh nhìn cái hai nước xi nữa nè, khác nhau hoàn toàn nha. Đó, thấy cái nước xi nó không? Đó, nước xi hai thằng là khác nhau nha, không có giống nhau đâu nha. Thấy cái này nó mịn hơn không? Thì công nghệ nó càng mới hơn mà, nó phải mịn hơn. Nhưng mà cái nước sắt của nó nè, độ dày của nó mà mình nhìn bằng mắt thì mình thấy là thằng này dày hơn một xíu rồi. Tại công nghệ nó xưa mà, nó đâu có cán được những cái thép mà mỏng hơn như vậy đâu. Đó, giá này là 1.250.000. Đang so sánh giữa hai ông cụ có 4, 3, một ông là 4 mấy tuổi với ông 2 mấy 30 tuổi nha. Chứ không phải là đi so sánh với thằng đời mới bây giờ. Đời mới bây giờ là đồ Đài Loan, mấy anh cứ ra chợ mua đi, ở đâu cũng có bán hết trơn á. Hay là hàng sưu tầm, rất là đẹp. Một bộ như vậy nha, nay chơi bán nguyên bộ luôn. Bán bộ như vậy, giá là 650, 900, 1.250.000. Anh nào mà hốt luôn ba cái này, em bớt 100.000 luôn, mà phải chuyển khoản nha. Là bớt cái này 50, bớt cái này 50 nè, là cây này còn 1.2, cây này còn 900 là 900, cây này còn 600. Đó, ông nào mà mua luôn 3 cây là em bớt 100.000, nhưng mà phải chuyển khoản và tất nhiên là bao ship rồi. Rồi, ok, kết thúc video ngày hôm nay rồi. Cái lẫy này nó nhạy cảm quá. Đó. Rồi, kết thúc video ngày hôm nay, anh em xem có nào thực sự phù hợp với công việc thì vui lòng nhắn tin liên hệ đặt hàng qua số điện thoại 0777896639 gặp Khánh. Giao dịch lần đầu thì chuyển khoản, bao ship hóa đơn trên 500.000. Đó, mọi người có thể đến đó lấy hàng tại số 137/95 Trần Đình Xu, quận 1. Cảm ơn mọi người đã xem video anh em. Nhớ bấm cái nút like, nút thích đó và đăng ký kênh. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ hàng anh em. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần này nha. Bye bye cả nhà.